Đó là hình của con voi đó, có hai cái ngà. hai cái gà nhưng mà nó bị bào mòn rồi. Gà này thì gục luôn rồi. Thấy nè, cái cổng này đi ngang là phải cúi đầu nè. Ừ, đúng không? Đúng rồi, nó rất là thấp, rất là thấp. Mà trong cái cổng đi ngang phải cúi đầu là thể hiện một cái sự tôn kính tôn khi kính, vào, đúng đó. rồi, chính xác. Cô bác với anh chị mình với lại anh Phụng sẽ cùng đến một cái địa điểm tiếp theo, đó là kêu là cái tên gì anh? Điện voi ré thì ré. Nơi đây là cái nơi mà để mà cái đấu trường lúc nãy đó là để cho người ta để huấn luyện voi đồ đó phong anh? Đúng rồi, để cho voi uống nước rồi đó phong. Thực ra cái điện voi ré này nó có một cái sự tích, đó là cái thời mà chú Nguyễn á, là có một cái vị tướng quân là người ta đang trên chiến trường á thì người ta tử trận. Thì sau khi nghe chủ của mình tử trận thì con voi, có cái con voi đó nó chạy về đây, xong rồi nó cất tiếng thét cuối cùng và nó chết ở đây. Voi ghé là voi, là nó voi hú rống lên đó. Cái cửa này là gọi là cái cửa tam quan luôn đúng không? Đúng rồi, cửa tam quan. Cửa tam quan là cái cửa mà có ba cái cánh cổng này của bác quý anh chị. Chính xác. Là con voi đó là được người chủ đó giống như là đi chiến đấu. Đúng rồi, đúng rồi. Thì sau đó thì thương tiếc chủ quá, rồi khóc lên, rồi chạy về phía bên này, chạy về phía trong này, tính báo tin, nhưng mà đi giữa đường thì hết sức và tới đây thì ngay đây là rống một tiếng và chết ở đây, thì con voi đó được chôn ở đâu? Thì người dân thấy vậy là chôn ở đây và có cái miếu thờ bên trong kia. Nhưng mà ở đây là hiện tại nó đang xuống cấp rồi, rất là trầm trọng. Còn cái khuôn nguyên ngoài trước này là gì đấy anh? Ở đây là chỉ có một cái dạng là giống như là cái am thờ để mà thắp hương để mà xin vô trong kia thôi. Đền thờ con voi hả? Ví dụ như trước nhà của mỗi người đều có một cái am bà vậy đó. Gọi là giống như là thổ địa ở đây á, xin để mà xin vô trong này. Thì trong kia có một cái lông châu miếu. Thì nếu như mà lát Bùi Hồ bay flycam á thì bay quay cái lông châu miếu đó là vua ban tặng cho cái khu vực này. Cho con voi đó hay để sao? Thờ các cái bài vị của các cái con voi mà có công á với triều đình á. Nơi thờ voi ha. Đúng rồi. Voi ghé là nơi thờ voi. Thì như mọi người đã thấy là nó khi nào nó cũng có cái cổng tam quan. Sau cổng tam quan là sẽ có một cái bình phong. Đấy, và trước mặt chính là dòng sông, là mang yếu tố là minh đường, là thủy tụ. Dạ là phong thủy. Đúng rồi. Theo chia sẻ của anh Phụng thì anh Phụng có nói một cái câu đó mình rất là hay. Gọi là phong thủy trong cái đất cố đô Huế này. Thì trong cái kinh thành Huế thì người ta sẽ chọn núi Ngự Bình làm bình phong và chọn dòng sông Hương là thủy tụ. Thì phía trước cô mặt của bác quý anh chị đó thấy là cổng tam quan. Trước cửa cổng tam quan là cổng tam quan lối đi vào này là một cái dầu, cũng là một cái dòng sông. Và sau lưng cái dòng sông này mình vô gọi là nơi này gọi là bình phong. Bình phong này có nhiệm vụ giống như là trấn yểm rồi trừ tà. Để mà không cho những cái nơi ấy vào đó. Và đây là cái cổng vào đây đúng không anh? Trước cửa cái cổng tam quan này gặp một cái bình phong, sau đó chúng ta chẻ hai cái hướng vào, giống như là luồng khí không thể đi vào trực tiếp vào trong nhà. Đúng rồi, đúng nó chỉ đi hai bên thôi, và nó làm cho cái gia chủ của nơi đó nó giảm cái phần gọi là khí độc luôn đó, trừ tà ma rồi đủ thứ, những cái điều không may mắn không có vào được. Hôm nay thì đến đây mình khách du lịch hành hương á thì thường tìm đến những cái nơi em gọi là những cái nơi mà họ cảm thấy thích thú, thì có nghĩa là những cái nơi mà sao ta, nó bí hiểm, bí ẩn. Em thì tìm nơi bí ẩn, còn những người đó tìm nơi vui nhộn. Vui nhộn. Khách hành hương thì thường đến những cái nơi mà đẹp nhất thôi. Còn lại những cái nơi mà bỏ hoang với là những cái nơi mà xuống cấp như thế này thì họ rất là ít khi tới. Đây là cái nơi thờ đấy anh ha. Đúng rồi, thì giống như trong yếu tố kinh thành đó, khi mà mình đi vào thì thường thường nó có hai cái cổng hai bên, hai cái miếu thờ hai bên, bên tả bên hữu. Thờ các thần luôn. Đúng rồi, thờ các thần xung quanh. Các bạn khi nào các bạn lên chùa Thiên Mụ, thì bạn sẽ thấy rõ cái đó. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy cái đó. Đây, hình ảnh một cái con voi. Mình gọi là người ở trong cái miền Nam thường người ta gọi là thần tượng, đúng không? Đúng rồi, thần tượng, thần voi đó, tượng voi.
đây qua thời gian thì nó cũng bị mai một rồi. Đấy. Hay ghê ha. Đó là hình của con voi đó, có hai cái ngà. Hai cái ngà nhưng mà nó bị bào mòn rồi. Gà này thì rụng luôn rồi. Nó rụng luôn rồi. Ở trong đây là một cái mình nhìn thấy giống như một cái miếu ha. Cái miếu đó. Cái miếu nhưng mà ở đây gọi là cái điện, còn thực ra trong kia gọi là miếu. Trong miền Tây gọi là định là miếu. Và cái miếu cổ voi á, cái điện miếu này nó ở ngoài sau này nó không giống như chỗ khác, là nó có ngoài sau này nó tức là nó rộng luôn. Rộng tất cả các rộng các luôn. Hướng à, bên đó một cái đúng voi rồi này kìa. Ở đây là nó bây giờ hiện tại là cái khu vực này là thờ những cái con voi nó có công với triều đình. Bên đây thờ một tượng Phật. Thì cái này là mới xây, mới xây trùng tu lại. Vậy là cái điện voi ghé này là có từ thời nào anh? Điện voi ré là thời đằng trong đằng ngoài, thời chú Nguyễn rồi. Chú Nguyễn. Nhưng mà sau này là cái Long Châu Miếu này là vua Gia Long cho xây này. Long cái này gọi là Long Châu Miếu này. Long Châu Miếu hả? Em không hiểu là tại sao ở đằng kia những cái con voi, bên kia con voi thì cũng ngà, đây cũng mất luôn. Và ở đây là gì? Cái này qua thời gian này nó bị bào mòn rồi, nó hư hại rồi. Nó không có, nó không còn giữ cái nét nguyên sơ của nó nữa. Đó, các cái gạch xây bây giờ nó cũng bong chóc hết các cái lớp bảo vệ rồi. Đúng rồi. Hoa văn mà nhìn đâu thấy gì nữa đâu. Anh nói là Long Châu là nơi sao? Là nơi trong đó là thờ các cái bài vị của những cái cái voi có công. Có công với cái triều đình. Là vua Gia Long cho thờ. Đúng rồi. Ở đây là giống như cái phần mộ vậy anh. Đúng rồi. Một cổ không? Ở đây có một cái phần mộ. Đây là một cái phần mộ mà. Nó dạng là giống như một cái miếu ở bên kia vậy đó. Thời gian sắp tới thì ở đây là cũng sẽ được trùng tu lại hết. Em nhận thấy nè, cái cổng này đi ngang là phải cúi đầu nè. Đúng không? Đúng rồi. Nó rất là thấp. Rất là thấp. Mà trong cái cổng đi ngang phải cúi đầu là thể hiện một cái sự tôn kính, tôn khi kính. Vào khi vào. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ mình qua đây được không anh? Vô đây được không? Không, chỉ có đi đây thôi. Còn sau kia là bị rào rồi. Khá là hết rồi. Hết rồi đó. Ôi, trong kia là có các cái án thờ. Hôm nay mấy anh em mình đến đây không có ai ha. Ở khu vực này thì hiện tại không có ai hết. Vì nó đang nằm trong cái diện là chuẩn bị để trùng tu lại. Án thờ voi hả? Voi với là các cái vị tướng á. Một số vị tướng có công á. Nhưng mà cái cốt yếu ở đây là vẫn là thờ các cái con voi có công với triều đình. Đấy, mọi người thấy bình phong có cái chữ, hoa văn cái chữ rất là đẹp. Nhìn cái chữ đẹp quá. Vào cái nơi mà, nơi này hoang vắng lắm. Và những cái phần mà điện thờ đó phải không? Đúng rồi. Điện thờ ngói nó bị bong tróc hết à. Nó xuống cấp rất là nghiêm trọng. Xuống cấp rất là nghiêm trọng. Đằng kia thì có một cái nó mộ ha, phải không anh? Dạ, mộ không? Đúng rồi. Thực ra thì trước sau khi mà có cái hổ quyền á, thì ở đây nó trở thành một cái nơi để cho voi tới nghỉ ngơi, để chuẩn bị trước khi mà đi tới hổ quyền để đấu. Thì sau khi nghỉ ngơi thì voi sẽ được uống nước ở dưới cái dòng sông bên ngoài đó. Uống nước xong là sẽ dạng là giống như nước tăng lực vậy đó. Rồi tới đấu với voi. Nhưng mà hổ tới đấu với hổ á. À, tới đấu với hổ đúng rồi. Nhưng mà hổ thì có được nuôi dưỡng giống vậy không? Hổ có được cho uống nước được không hay là phải đại ải nó? Không, hổ thì vẫn được huấn luyện chứ. Nhưng mà nó sẽ không được ưu tiên bằng voi. Bởi vì voi trước kia được xem là một cái vũ khí rất là lợi hại. Em nhận thấy gạch của thời xưa nè, họ đúc dày thế ghê nè. Đó, trong kia có sắt á. Rất là dày. Nhưng mà không có gì là mạnh bằng thời gian. Mưa gió bão bùng rồi. Ngói này họ làm đẹp vậy á. Nếu như mà thời tiết ở Huế mà giống như miền Tây thì nó mấy cái công trình này nó ít hư hại lắm. Nhưng mà vì Huế là chỉ có hai mùa thôi, mùa khô với mùa mưa.
nắng thì nắng cháy da, mưa thì mưa dầm mưa về, mưa thối đất thối cát. Dạ. Cái này họ làm cái kiến trúc đây họ làm đẹp ha. Họ từ lấy những cái mẻ sành mẻ sứ. Mẻ sành mẻ sứ. Họ làm nên một cái chữ hình hình tròn. Hình như chữ thọ thì phải. Chữ thọ ha. Ừ. Nhìn phải nói là công phu á. Đẹp không? Quá đẹp đúng không? Cái này mà cứ để y nguyên vậy đi thì nó mang một cái điều huyền bí tâm linh ở đây. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà để nguyên thì cũng không được. Bây giờ nó hư hại theo thời gian hết rồi. Mình mà không trùng tu là coi như là cái chỗ này nó mất luôn á. Ừ. Đây họ gào cắm rồi. Mình có thể thấy là đó, lúc nào nó cũng phải. Đó là cái này là cái gác cái cửa giống như là ngoài hổ quyền nè, là có cái thanh nó gác. Ừ. Để nó chắn cửa mà giờ nó hư hết luôn. Đá đó mà nó bể hết luôn. Cái này là thanh gác chắn cửa nè. Dạ. Nó gác đứng vậy nè. Ừ. Giống như ngoài hổ quyền đúng vậy đó. Hôm nay thì Bùi Hồ đến đây nơi đến cái nơi voi ghé này. Cái tên lúc đầu nghe rất là lạ nhưng mà sau khi được anh giải thích thì em hiểu nhiều hơn. Yeah. Là nơi mà con voi mà nó thấy vị tướng của mình. Đúng rồi. Bại trận nó về đây nó không muốn hét nó, lên nó thương tiếc. Rồi cô, nó chết cô, luôn. Chủ. Đúng rồi. Hét lên rồi nó chết luôn. Và cái nơi này trở thành một cái nơi tâm linh thờ cúng các loài voi. Những cái con voi mà có công với lại triều đình. Ừ. Và ngoài sau lưng đó là nơi mà vua Nguyễn Ánh cho lập nên cái bằng điện thờ các loài voi luôn. Long Châu Miếu. Có bay flycam không? Khỏi cần đi ha. Dạ khỏi đi. Thôi bây giờ chào cô bác với anh chị nha. Nhìn cái kiến trúc này phải nói là đã ghê á. Em thì bản thân của em không thích đi du lịch. Dạ. Nhưng mà em thích tìm hiểu. Tại vì những cái gì mà cổ xưa thì nó sẽ mang cho con người mình những cái Hoài cổ và nó lại có những cái hay riêng. Mình giữ gìn được cái truyền thống của cha ông này cũng rất là tuyệt vời mà. Rồi thôi kết thúc tại đây. Bùi Hồ với lại anh Phùng sẽ cùng cô bác quý anh chị sẽ đồng hành ở những điểm tiếp theo ha. Rồi. Tiếp theo mình đi đâu anh? Bây giờ mình sẽ lên chùa Từ Hiếu. À chùa Từ Hiếu. Nơi thờ một cái ngôi chùa rất là đặc biệt. Đặc biệt. Ừ. Mình sẽ bật mí sau cho quý vị.